Ngày hôm nay thì tôi rất là vui và rất là vinh dự có được một khoảng thời gian để chia sẻ với các anh chị một cái chủ đề rất là thú vị. Ngay từ đầu chúng ta đã lắng nghe phần chia sẻ của chị Khen đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng là một người rất là nhút nhát, một người không am hiểu về công nghệ như chị Khen mà có thể làm được và thậm chí thành công đạt được danh hiệu Ruby. Ruby là một danh hiệu mà có thu nhập rất tốt trong kinh doanh Amway đấy các anh chị. Và chị có thể làm được và rất nhiều anh chị em có thể làm được thì không có một lý gì mà chúng ta không thể làm được. Đúng không ạ? Ngày hôm nay thì tôi rất là đau đáu một cái chủ đề tôi muốn chia sẻ với các anh chị. Thế là tôi đã nghĩ rất là lâu rồi để làm sao để có thể chia sẻ với các anh chị một cái nhận diện ra một cái câu chuyện để thay đổi. Thế thì trước tiên để làm quen với cả các anh chị em thì tôi xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Đức Hiếu, năm nay 45 tuổi và công việc hiện tại thì tôi đang làm trong lĩnh vực đầu tư bất động sản và chứng khoán, tài chính. Ngoài ra thì tôi là cũng là tư vấn khởi nghiệp cho các doanh nghiệp. Và thưa các anh chị em rằng là ở cái thời kỳ này, đây là một cái thời kỳ đối với tôi trong cơ hội kinh doanh Amway. Amway đang đang đi lên một cách rất là mạnh mẽ và phát triển một cách rất là nhanh chóng. Lát nữa tôi sẽ cung cấp cho các anh chị một chút thông tin để chúng ta thấy được điều đó. Và ngày hôm nay cái chủ đề của tôi muốn chia sẻ với các anh chị là gì? Nhận diện thực tế để thay đổi một cách toàn diện. Đó, đó là chủ đề của tôi. Và trước khi mà đi vào cái câu chuyện đó thì tôi muốn mời các anh chị xem một cái đoạn video. Cái đoạn video này tôi đã may mắn tôi được biết đến và tôi thấy rằng là một cái đoạn video rất hay và để cho chúng ta biết được rằng là chúng ta đang ở trong thời kỳ nào, đang ở trong cái cơ hội nào để chúng ta biết được, đúng không ạ? Thì xin mời các anh chị xem đoạn video. Tôi sẽ cho nhỏ tiếng một chút để tôi đọc các anh chị nhé. Chúng ta quản lý thế nào trong một thế giới VUCA ngày nay? Chúng ta đang sống trong một thế giới VUCA, nơi những thay đổi nhanh chóng và không thể dự đoán trở thành tiêu chuẩn. Vậy VUCA thực sự có nghĩa là gì? Chữ V đó chính là biến động. Đó là sự thay đổi hung bạo và không thể kiểm soát. Chữ U đó là không chắc chắn. Tương lai không thể dự đoán và thật khó khăn để có thể chuẩn bị cho nó. Chữ C đó là phức tạp. Với tất cả những gì đang diễn ra, mọi thứ trở nên cảm thấy hỗn loạn và chúng ta bối rối. Và chữ A đó là chữ mơ hồ. Chúng ta thiếu sự rõ ràng vì không biết rõ được nguyên nhân gốc rễ của vấn đề là gì. Và với môi trường VUCA có thể gây ra gián đoạn nguy hiểm cho cuộc sống của mỗi con người. Vì vậy, điều quan trọng của chúng ta là phải biết cách đối phó với nó. Chuyển đổi VUCA thành lợi thế của bạn với 4 cái bước như sau. Đó là chống lại sự biến đổi với một tầm nhìn, tạo ra một tầm nhìn và tạo ra giá trị hấp dẫn cho đội nhóm của các anh chị. Điều sẽ mang lại cho mọi người sự tập trung rõ ràng và giúp họ phản ứng nhanh chóng với những gì thay đổi. Thứ hai, đó là đối mặt với bất trắc và sự hiểu biết, với sự hiểu biết. Những gì đối thủ các bạn đang làm, những gì mới mẻ trong lĩnh vực của bạn. Khi bạn biết rõ, bạn có thể lường trước các mối đe dọa và tận dụng được các cơ hội mới. Thứ ba, đó là phản ứng với sự phức tạp một cách rõ ràng. Trở nên rõ ràng khi các bạn giao tiếp và thúc đẩy tinh thần làm việc trong nhóm của bạn để cộng tác và phát triển. Điều này sẽ giúp mọi người có định hướng rõ ràng và khuyến khích mọi người giải quyết vấn đề cùng nhau. Và thứ tư, đó là chống lại sự mơ hồ với sự nhanh nhẹn, luôn thích nghi, thậm chí ở những thời điểm không chắc chắn. Khuyến khích mọi người học những kỹ năng mới, kích thích làm tranh luận và động viên sự sáng tạo. Vâng, không biết là sau khi xem cái đoạn video vừa rồi thì các anh chị có suy nghĩ gì không? Nhưng mà với tôi sau khi xem đoạn video vừa rồi thì thưa sẻ với các anh chị rằng là tôi nhận ra rất nhiều vấn đề ở một cái thế giới VUCA như vậy. Một cái thế giới VUCA như vậy. Và ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ cái thế giới VUCA đấy với một cái chủ đề để có thể gắn kết với cả kinh doanh Amway của chúng ta như thế nào và chúng ta có thay đổi ra làm sao, đúng không ạ? Thế thì ở đây tôi có một cái chủ đề đó là nhận diện để thay đổi một cách toàn diện để chia sẻ cùng với các anh chị. Vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu về thế giới ngày nay là thế giới của VUCA gồm có bốn cái từ đó là sự biến động, đúng không ạ? Sự không chắc chắn, sự phức tạp và sự mơ hồ. Bản thân cái từ mơ hồ nó đã làm cho cái từ mơ hồ nó không nổi lên được trên cái nền của nó rồi, đúng không ạ? Nên là bốn cái vấn đề này nó đang thể hiện rõ để chúng ta có thể nhận diện nó như thế nào để biết chúng ta biết được chính xác chúng ta nên làm cái gì, đúng không ạ? Thế thì bây giờ chúng ta đi đến một cái thế giới đang biến động.
rõ ràng chúng ta đang thấy rằng là chúng ta đang sống trong một cái thế giới mà mọi thứ nó không thể kiểm soát được. Tình hình chiến tranh có thế giới thứ ba có thể xảy ra bất kể lúc nào. Khi mà chiến tranh giữa Nga và Ukraine đang có xu hướng lan rộng, thậm chí là lan sang nhiều các quốc gia khác trong tương lai mà chúng ta không thể đoán trước được, đúng không ạ? Đấy là một trong những thế giới của sự biến động. Cái thứ hai mà chúng ta đang nhận thấy đó là gì? Thế giới ngày nay càng thời tiết càng biến đổi một cách mạnh mẽ hơn nữa và gây nên những hậu quả nặng nề hơn. Hơn ai hết, nếu như anh chị em nào ở Hà Nội trong tháng 5, tháng 6 vừa qua thì chúng ta cũng hiểu được cái sự biến động của thời tiết và nó ảnh hưởng trực tiếp đến những cơn mưa rất là lớn và tạo ra sự ngập lụt ở Hà Nội và một số các thành phố khác, đúng không ạ? Đấy mới chỉ là ở Việt Nam thôi và ở rất một số các tỉnh thành khác thôi. Chúng ta chưa thể hình dung ra được rằng trên thế giới nó biến động một cách như thế nào, đúng không ạ? Hay cái thứ ba đó là tình hình dịch bệnh đang xuất hiện ở nhiều nơi và thậm chí là nhiều căn bệnh nguy hiểm. Gần đây chúng ta đã trải qua dịch Covid đúng không, và hiện nay vẫn đang trong tình hình dịch Covid và với các biến chủng BA4.BN và BA4.5 đúng không ạ. Thậm chí là chúng ta ở thành phố Hồ Chí Minh đang trải qua một đợt dịch sốt xuất huyết có thể nói là lớn nhất từ trước đến nay. Chúng ta thấy rằng là ở một cái thế giới như vậy, chúng ta đang ở Việt Nam, chúng ta đang hứng chịu những cái thứ rất là khủng khiếp như vậy, đúng không ạ? Và một cái thứ tác động nữa mà chúng ta cũng không thể biết được là nó như thế nào, đó là công nghệ ngày nay đang tác động mạnh mẽ lên cuộc sống của chúng ta và con người đang có xu hướng co lại. Các anh chị có thấy một điều là tại sao cái lượng xe buýt ngày nay ở ở Hà Nội và một số các thành phố ít người đi hơn? Có thể họ hướng đến xe đi cá nhân, họ có thể là gì, hướng đến việc gọi là làm việc tại nhà hoặc là ít di chuyển hơn. Nhưng mà đó chính là cái việc mà chúng ta hướng đến cái sự co lại hơn, là chúng ta không muốn di chuyển nhiều nữa. Đó chính là một cái sự biến động của thế giới. Đó là một một trong những yếu tố của VUCA, đó sẽ là thế giới biến động, đúng không ạ? Cái thứ hai đó là cái sự không chắc chắn, đúng không ạ? Chúng ta có thể chắc chắn được cái điều gì hay không? Chúng ta không thể đoán định được tương lai của chính mình như thế nào. Các anh chị hình dung ạ, chúng ta đang không thể đoán định được tương lai của chính mình ra làm sao luôn. Ngày hôm nay chúng ta có thể thấy đang rất là tốt, nhưng mà có thể ngày mai chúng ta cũng chưa biết nó thế nào luôn. Có một cái bài thơ mà tôi rất thích, các anh chị có thể nốt lại, ghi chép lại cái bài thơ đó và các anh chị có thể tìm kiếm trên Google, đó chính là gì? Nếu ngày mai không bao giờ tới. Cái bài thơ này là một bài thơ rất hay. Bởi vì ngày hôm nay chúng ta biết được ngày hôm nay, mà còn tương lai là ngày mai chúng ta còn chưa biết là nó sẽ là như thế nào. Rồi là gì ạ? Cái sự không chắc chắn của chúng ta nó thể hiện ở cái tốc độ thay đổi công việc của chúng ta ngày càng nhanh. Thay đổi công việc của những người cộng tác với chúng ta ngày càng nhanh. Và có một dấu hiệu mà chúng ta đang nhận thấy, đó chính là robot ngày nay đang dần thay thế các cái công việc của con người. Và lứa tuổi trung niên ngày càng đến với rất nhiều anh chị em và đang dần chán việc. Tôi không biết các anh chị như thế nào, nhưng ở một cái lứa tuổi trung niên 40 trở lên, tôi nhận thấy một điều rằng rất nhiều anh chị em ở lứa tuổi 40 ấy, thì đang có xu hướng chán cái công việc mình đang làm rất là nhiều, bởi vì nó không đảm bảo được sự chắc chắn trong tương lai của chính mình. Cái thứ ba đó chính là gì ạ? Khi mà đối diện với các cái dịch bệnh căng thẳng như vậy và nhiều căn bệnh mà chúng ta còn có thể chưa thể biết được đến nó sẽ như thế nào trong tương lai, chúng ta không thể biết đến được. Và ngày hôm qua đâu đó đã có 2 người tử vong mới ở xuất hiện ở căn bệnh cúm A H5N1. H5N1 nó đã xảy ra và ngày hôm qua nó lại xảy ra và đã có 2 người tử vong. Trên TV đã đưa thông tin này. Thì chúng ta sẽ thấy rằng dịch bệnh càng ngày càng diễn biến phức tạp hơn để chúng ta nhận định ra được các vấn đề. Cuộc sống cũng cảm thấy là chúng ta hình như chúng ta cảm thấy không ổn định. Hơn lúc nào hết, tôi nhận thấy được rằng là rất nhiều người hiện nay đang cảm thấy lo lắng cho tương lai của chính mình, bởi vì là lạm phát, bởi vì các yếu tố kinh tế, yếu tố rất là nhiều, đúng không ạ? Ở đây tôi có một cập hợp, một cái chia sẻ với các anh chị, đó là 10 nghề có thể xóa sổ vĩnh viễn trong năm từ nay đến năm 2030. Và bất ngờ là bốn trong số nghề số 4 và nghề số 8 là hiện đang là nghề rất có lương rất là hot và không có nhiều thời gian. Đây là một cái tờ báo nhá, và chia sẻ với anh chị rằng là nó được viết vào ngày 26 tháng 6 năm 2022 nhá, báo Đời Sống Xã Hội anh chị như thế. Và đây là tôi liệt kê ra cho các anh chị là 10 cái nghề đó, đó là thu ngân, tiếp thị sản phẩm này, tài xế này, tiếp thị qua điện thoại này, telesale này, nghề thứ tư này đó là ngân hàng này, nhân viên bảo mật ngân hàng, nghề thứ năm kế toán đại lý, nghề thứ sáu đầu bếp dịch vụ nhà hàng, nghề thứ bảy nghề thứ tám biên dịch và thông dịch viên, vừa rồi có nghề thứ tư và nghề thứ tám là nghề mà đang rất hot và thu nhập rất tốt, rất có thể sẽ biến mất. Nghề dự đoán thị trường chứng khoán, bây giờ rất nhiều các chuyên gia, rất nhiều broker đang là dự đoán các thị trường chứng khoán, đúng không? Nhưng mà có thể cũng sẽ biến mất. Rồi nghề trợ lý pháp lý, đây là cái đường link của cái bài báo này, anh chị có thể chụp lại để các anh chị xem, hoặc là các anh chị có thể tìm là 10 nghề có thể xóa sổ vĩnh viễn ở trên báo là có thể.
tìm ra cái bài này. Thì đấy, chúng ta đang đối mặt với một cái sự đó là không chắc chắn, nó là như vậy đấy các anh chị. Cái thứ ba mà tôi muốn nói đến đó là sự phức tạp, sự hỗn loạn đang diễn ra trên thế giới với sự tham vọng của các nước lớn, đúng không ạ, để tạo ra sự bất hòa, bất ổn của toàn cầu. Bất ổn của toàn cầu thì nó sẽ mang lại cái sự gọi là thịnh vượng cho một số các quốc gia, là các anh chị hiểu hiểu một cách nôm na là như vậy. Tôi sẽ nói rất là nhanh thôi bởi vì không có nhiều thời gian. Đó là sự hỗn loạn xảy ra trong chính con người chúng ta. Đôi khi chúng ta cũng đang mâu thuẫn với chính mình, anh chị. Đôi khi chúng ta tự mâu thuẫn với chính mình. Ở nay thì chúng ta thế này, mai chúng ta như thế kia, và chúng ta cũng chưa biết và thậm chí không biết rằng chúng ta đang muốn cái gì và biết cái gì, đúng không ạ? Và cái sự phức tạp nữa, nó đến ở từ cái việc đó là làm việc không có nguyên tắc, làm việc không theo cách làm việc nhóm. Và tôi thật sự tự hào với anh chị em rằng là tôi đang cộng tác với những con người rất là tài năng trong hệ thống N21 Việt Nam, để cho thấy rằng là chúng tôi đang làm một cách rất là teamwork với nhau để có thể xây dựng được cái kinh doanh cùng với nhau và giúp đỡ được rất nhiều người. Và chúng tôi đã chiến thắng được cái sự phức tạp đó như thế nào thì lát nữa tôi sẽ chia sẻ. Và bối rối trước hàng vạn các vấn đề mà chúng ta đang diễn ra và chúng ta không có hướng giải quyết. Và tôi tin rằng rất nhiều anh chị em trong khán phòng ngày hôm nay đang có rất nhiều cái vấn đề với cuộc sống mà cảm thấy phức tạp mà không biết phải giải quyết thế nào, đúng không ạ? Là bởi vì chúng ta đang sống trong một thế giới nó tương đối là hỗn loạn. Và cái sự mơ hồ, sự thiếu hiểu biết nó đến từ chúng ta, đến từ sự thiếu hiểu biết thực sự về những gì đang diễn ra xung quanh chúng ta. Chúng ta đôi khi chúng ta chỉ tập trung vào cái công việc, chỉ tập trung vào một số những cái lĩnh vực mà chúng ta đang làm, chúng ta đang tìm hiểu mà thôi. Mà đôi khi chúng ta không tìm hiểu về tất cả những gì đang diễn ra xung quanh. Chúng ta không tìm hiểu về chính trị, chúng ta không tìm hiểu về cái công việc chúng ta đang làm là gì. Trong sự diễn ra của phát triển của công nghệ blockchain hay là mạng xã hội, cái mạng công nghệ blockchain nó đã đi rất là xa và nó đã được ứng dụng rất là sâu sắc ở trong rất nhiều các lĩnh vực. Và có thể nói là công nghệ chuyển đổi số hiện nay nó đã đi vào trong từng ngõ ngách của các hoạt động trong cuộc sống của chúng ta rồi. Và ngay trong cái sự cuộc họp này thôi, đó là chúng ta đang ứng dụng công nghệ để chúng ta có thể có được cái cuộc họp ngày hôm nay. Tôi cũng chia sẻ với các anh chị là trước đây khi chúng ta có những cái cuộc họp như thế này thì chúng tôi phải tập hợp lại với nhau, và rất nhiều anh chị em phải đi hàng trăm cây, thậm chí hàng nghìn cây số để đi ra để tham dự những cuộc họp như thế này. Nhưng mà với sự phát triển của công nghệ và công nghệ Internet, nó đã giúp cho chúng ta có được những cái cuộc họp như thế này mà giúp các anh chị giảm thiểu được chi phí rất là nhiều. Và cái sự mơ hồ của chúng ta đó là thấu hiểu về các mô hình kinh doanh. Trong đó có một cái mô hình kinh doanh mạng lưới nó đang cực kỳ phát triển và thịnh hành, và nó là xu hướng của thế kỷ 21. Thì rất nhiều anh chị em, rất nhiều người chưa thấu hiểu về mô hình kinh doanh này, và thậm chí là cho rằng mô hình network marketing lại là mô hình gọi là có mang tính lừa đảo. Tôi không phủ nhận rằng có một số công ty áp dụng cái hình thức này và có tính lừa đảo cao. Nhưng đối với chúng đấy chính là sự, nếu mà chúng ta nhìn nhận khía cạnh, chúng ta không nắm bắt và không phân tích một cách chính xác, đó chính là sự mơ hồ. Và xuất hiện của rất rất nhiều các loại mô hình kinh doanh mới, loại hình đầu tư mới, vân vân, để giúp cho cả chúng ta có thêm thu nhập trong cuộc sống. Và nếu các anh chị em xem chương trình Shark Tank đang diễn ra vào tối chủ nhật hàng tuần này, hôm nay chúng ta có cái sự kiện này đúng không ạ? Nhưng mà vào tối chủ nhật hàng tuần chúng ta có Shark Tank, nếu các anh chị xem lại vào cái chương trình đấy, chúng ta sẽ thấy rằng xuất hiện rất nhiều những cái mô hình kinh doanh mới để giúp cho chúng ta thấy rằng là thế giới đang biến động. Vậy thì chúng ta đang với rất để đối phó với cả cái thế giới như vậy, từ tình hình thế giới, tình hình dịch bệnh, từ các cái vấn đề liên quan đến sự phát triển công nghệ vân vân. Thì tôi cũng chỉ ra chia sẻ các anh chị một số các yếu tố để chúng ta giúp để chiến thắng được một cái thế giới VUCA như thế nào, đúng không ạ? Đó là chống lại cái sự biến động với tầm nhìn dài hạn, các anh chị, với tầm nhìn dài hạn. Đó là chúng ta phải tận dụng thời gian một cách triệt để, hãy làm những việc nặng nhọc nhất khi có thể làm được. Nặng nhọc ở đây không có nghĩa là chân tay, các anh chị nhé, tức là khi chúng ta còn có sức lực để làm thì đấy là lúc chúng ta nên tận dụng một cách triệt để nhất mọi khoảng thời gian của chúng ta để xây dựng một tương lai tốt đẹp cho sau này. Rất nhiều nhà phân phối, rất nhiều người tham gia không hoặc không tham gia chỉ làm một cái công việc nào đó cho ngày hôm nay mà thôi, mà không nhìn nhận vào phía cạnh mai sau. Nếu chúng ta xảy ra ốm đau thì sao? Đó là chúng ta có tầm nhìn đó chưa? Nếu mà chúng ta không mất việc hoặc là thất nghiệp bởi vì những lý do khách quan thì sao? Chúng ta đã có tầm nhìn đấy chưa? Hãy tận dụng một cách triệt để nhất về sức lực khi chúng ta có thể làm được, đúng không ạ? Hãy luôn học tập để phát triển, để thích nghi và luôn luôn đón sẵn cơ hội. Các anh chị hãy nhớ cho với tôi điều này, đừng chờ đến khi cơ hội đến tay rồi mới bắt đầu học, mà hãy học để đón nhận cơ hội. Bởi vì cơ hội đến và chúng ta có nắm lấy được hay không do chúng ta có phân tích,
do chúng ta có hiểu biết về nó để chúng ta đón nhận được hay không. Và kể cả Amway cũng vậy thôi, đã rất nhiều lần Amway gõ cửa rất nhiều nhà phân phối, và có những nhà phân phối phải 10 năm, 15 năm mới ngỡ ra một câu chuyện nào đó, trong khi đã biết được Amway cách đây 10, 15 năm. Thì đó chính là gì? Bởi vì chúng ta không đón nhận và chúng ta không phân tích được vấn đề, do chúng ta thiếu đi sự phát triển bản thân mà thôi các anh chị. Chúng ta cần trang bị cho mình những kỹ năng quan trọng để là hành trang, để gia tăng giá trị cho bản thân, để chống lại, đây chính là một cái giá trị dài hạn, và từ đó nó sẽ gia tăng thu nhập. Các anh chị hãy nhớ cho tôi một điều, đó là thu nhập của chúng ta được đến dựa trên những giá trị mà chúng ta trao tặng cho xã hội. Các anh chị hãy nhớ, thu nhập của chúng ta đến được bằng việc chúng ta gia nhập được những giá trị của bản thân và trao tặng cho xã hội. Khi chúng ta làm được cái điều đấy càng lớn thì thu nhập của chúng ta càng lớn. Vì vậy hãy trang bị cho mình kỹ năng. Cái điều này chúng ta sẽ học được trong các chương trình huấn luyện của N21 về Việt Nam, với tất cả những anh em lãnh đạo đã kinh nghiệm sẽ chia sẻ các anh chị, và thậm chí các anh chị có thể tham gia rất nhiều các khóa học khác. Và một cái tầm nhìn mà các anh chị nên suy nghĩ đến đó là tạo ra một nguồn thu nhập khác ngoài cái thu nhập mà các anh chị đang có. Một cái thu nhập các anh chị đang có, các anh chị hãy tưởng tượng là nếu chúng ta có một cái thu nhập dự phòng cho cái thu nhập các anh chị đang đi làm thì có phải là tuyệt vời không ạ? Có thể nói là rất tuyệt vời, bởi vì chúng ta cũng không thể biết được tương lai của chúng ta như thế nào, bởi vì sự biến động, đúng không ạ? Bởi vì sự phức tạp, bởi vì những gì mà tôi đã chia sẻ ở bên trên, nên chúng ta cần phải tạo ra thêm những cái nguồn thu nhập. Nhà đầu tư Warren Buffett là nhà đầu tư huyền thoại trên thế giới nói rằng không nên để trứng vào một giỏ, đúng không ạ? Hay nói cái tóm lại là không nên nhúng hai chân vào một vùng nước sâu. Có nghĩa là các anh chị đừng bao giờ đặt hai chân mình vào một trong công việc, một công việc mà thôi. Hãy đứng ở trên nhiều công việc để chúng ta có tạo ra nguồn, nhiều nguồn thu nhập khác nhau. Và một trong những cái ngành công nghiệp rất là phát triển trên thế giới đó là ngành công nghiệp MLM, hay được gọi là ngành công nghiệp bán hàng trực tiếp, mà Amway là một trong những đại diện. Tôi chia sẻ với các anh chị một trong những cái thông con số về ngành công nghiệp này để chúng ta có một cái bức tranh tưởng tượng. Đây là top 500 công ty bán hàng trực tiếp lớn nhất trên thế giới hiện nay các anh chị nhá. Đây là top 5 công ty, top 500 công ty. Thì cái danh sách này nó dài lắm. Và cái danh sách này sau khi tổng kết top 500 ấy, thì tổng doanh thu của 100 cái công 500 công ty này ấy, các anh chị ghi này, nó là tổng con số là 131 tỷ đô la. 131,492 triệu đô, tương đương với cả là 131 tỷ đô la. Các chị hãy tưởng tượng như vậy, tức là tổng doanh thu của cái ngành bán hàng trực tiếp cho 500 công ty top đầu là đạt 131 tỷ đô la đó. Và cái sự tăng trưởng của cái ngành này như thế nào, và đặc biệt trong ngành chăm sóc sức khỏe thì ra sao, thưa các anh chị? Thì đây là một cái báo cáo gần đây nhất này của năm 2021 này, là cái ngành chăm sóc sức khỏe đạt một cái kỷ lục chưa bao giờ có, là tăng trưởng năm 2021 lên tăng mức tăng trưởng so với năm 2020 đạt con số là 14,5%. Đó, trong tình hình đại dịch thì ngành chăm sóc sức khỏe tăng trưởng với mức rất là khủng khiếp, đó là đạt một cái tỷ lệ là 14,5% năm 2021 so với năm 2020. Năm 2022 chỉ chưa qua nên là chưa có số liệu, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta thấy rằng là cái ngành chăm sóc sức khỏe nó khủng khiếp lắm. Và thưa các anh chị em rằng là có một quyển sách của tỷ phú Donald Trump, đó là viết rằng là gì? Nơi nào sẽ có 1.000 tỷ đô la Mỹ trong tương lai thì đó chính là ngành chăm sóc sức khỏe, anh chị. Ngành chăm sóc sức khỏe 1.000 tỷ đô la Mỹ trong tương lai thì đó là ngành chăm sóc sức khỏe. Chúng ta lưu ý là như vậy. Và đối với chúng ta thì các anh chị có thể nhìn những cái tầm nhìn về tập đoàn Amway thì như thế nào. Thì với những cái thông tin mà chúng ta đã biết về tập đoàn Amway tôi không nhắc lại nữa, nhưng mà Amway trong danh sách các công ty đứng đầu năm 2021 thì các anh chị sẽ thấy rằng là Amway luôn đứng số 1 và đã đứng vị trí số 1 này trong suốt nhiều năm rồi các anh chị. Và chúng tôi tự hào rằng là gì? Chúng tôi đang hợp tác với một tập đoàn lớn nhất thế giới trong lĩnh vực bán hàng trực tiếp này. Và đối với rất nhiều anh chị em, rất nhiều những anh em lãnh đạo ở các công ty khác, cứ suốt ngày rủ một số, đặc biệt là rất là hay săn những lãnh đạo từ công ty Amway để sang để làm. Nhưng mà với chúng tôi, những anh em đã từng gắn bó với kinh doanh Amway thì hiểu được một điều rằng là đứng trên vai người khổng lồ. Người khổng lồ chỉ cần nhích cái vai này một cái là giúp chúng ta có cơ hội thành công lớn hơn rất nhiều các công ty nhỏ khác. Các anh chị sẽ thấy rằng là đến cái công ty top số 10, ngoài top 10 nó đã chỉ còn có 1 tỷ đô la, còn có 1 tỷ thôi. Nên là Amway gấp gần 9 lần so với cả các cái công ty đứng ngoài top 10. Để chúng ta thấy cái sự tương lai của sự phát triển ở mức độ như thế nào, đúng không ạ? Và Amway có những cái ngành gì? Chúng ta sẽ thấy rằng là với ví dụ như ở đây là cái sản phẩm Artistry chẳng hạn, thì đây là Artistry là top 10
cái nhãn hiệu, cái chữ này nó hơi nhỏ, top 10 cái thương hiệu chăm sóc da lớn nhất trên thế giới hiện nay. Hay là ví dụ như máy lọc không khí trong tương lai, máy máy lọc nước trong tương lai rất gần thôi, tháng 8 này thì máy lọc không khí sẽ vào Việt Nam bán cho các lãnh đạo, còn tháng 10 sẽ bán cho đại trà. Nhưng mà máy lọc nước này cũng là một sản phẩm tuyệt vời này, là sản phẩm đạt nhãn hiệu vàng của Amway và là sản phẩm bán chạy số 1 trên thế giới, bán chạy số 1 trên thế giới với những cái sản phẩm công nghệ cao như vậy. Và cái gì ạ, Nutrilite, Nutrilite cũng là đạt nhãn hiệu vàng trên thế giới các anh chị đó, nhãn hiệu vàng đấy, năm 2022, và đạt thương hiệu được tin dùng Trusted Brand 2022, là thương hiệu được tin dùng trên toàn thế giới các anh chị nhá. Đây là được bầu chọn bởi cộng đồng gọi là của khách hàng, là thương hiệu được tin dùng trên toàn cầu năm 2022. Để chúng ta thấy rằng là chúng ta đang có trong tay những cái gọi là những cái tuyệt vời nhất của Amway. Và chúng ta đối mặt với VUCA bằng cái gì nữa? Đó chính là đối mặt với VUCA với sự hiểu biết. Đó là nhận diện ra một thế giới đang cực kỳ thay đổi một cách mạnh mẽ. Và biết rõ rằng chúng ta cần phải hiểu biết rằng chúng ta đang phải đối mặt với vấn đề gì. Đang đối mặt với vấn đề gì? Ở đây tôi muốn chia sẻ với các anh chị rằng chúng ta cần phải biết được rằng là cơ hội nó có đang đến với chúng ta hay không? Cơ hội đang đến với chúng ta hay không? Rất nhiều người, tôi khẳng định với các anh chị rằng là khi chia sẻ về Amway thì rất nhiều người vẫn đang tiếp tục từ chối. Họ vẫn đang đi theo đuổi một công việc nào đó, tôi đồng ý. Là bởi vì là trong cuộc sống của chúng ta có rất rất nhiều những cơ hội đang đến. Rất nhiều cơ hội đang đến với rất nhiều người. Và có cơ hội thì phù hợp, có cơ hội thì không phù hợp, có cơ hội tốt và có cơ hội thì chưa tốt, đúng không ạ? Và có thể nói rằng Amway ở cái thời điểm hiện nay khác xa với cả cơ hội Amway ở thời điểm cách đây 15 năm khi chúng tôi làm việc ở những ngày đầu tiên Amway vào thị trường Việt Nam. Và cách đây khác xa so với 50 năm trước của Amway, 60 năm trước của Amway là hoàn toàn khác. Ngày nay với sự ứng dụng công nghệ, chúng ta sẽ thấy rằng là bán hàng trực tiếp hay bán hàng online hay phát triển online, thậm chí tìm kiếm thông tin của ứng viên tiềm năng vân vân, đều có thể sử dụng công nghệ để chúng ta phát triển được công việc kinh doanh. Đấy là một cái điều tuyệt vời nhất mà chúng ta có thể nhận biết bằng sự hiểu biết của mình. Và cái sự hiểu biết này, chúng ta cần hiểu rằng nếu trong cái sự kinh doanh Amway, chúng ta có những ai để hỗ trợ với chúng ta. Cái đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị rằng là chúng ta đang có trong tay một tập đoàn khổng lồ để hỗ trợ cho chúng ta. Cũng chia sẻ với cả các anh chị rằng với bất kể những chiến lược, bất kể những cái đường đi nước bước nào của chúng tôi đều có sự gọi là tư vấn, sự hỗ trợ của Amway Việt Nam cũng như Amway toàn cầu để phát triển cùng song hành với các đội ngũ các nhà phân phối lãnh đạo, để giúp cho rất nhiều anh chị em nhà phân phối khác trong hệ thống kinh doanh có thể phát triển được và gia tăng thu nhập của chính các nhà phân phối. Điều đấy là điều mà Amway luôn cam kết lâu dài tại thị trường Việt Nam nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Đó là một cái sự cam kết lâu dài. Và Amway đã từng nói rằng chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ thị trường cho đến khi không còn một nhà phân phối nào. Anh chị hãy tưởng tượng là chỉ còn một nhà phân phối duy nhất, Amway vẫn sẽ ở lại để hỗ trợ và support cho họ thành công. Chúng ta có gì? Chúng ta có N21 với những chương trình huấn luyện rất bài bản, cụ thể để chúng ta có thể phát triển được công việc kinh doanh. Ở đây với mỗi đội ngũ, một đội nhóm đều có các anh chị em đã từng có kinh nghiệm trong cái công việc kinh doanh này để dẫn dắt, để hỗ trợ, để chia sẻ các anh chị em, đúng không? Chúng ta có các cái buổi họp nhóm, chúng ta có các cái buổi để chia sẻ và minh họa sản phẩm, chúng ta có cái buổi để chăm sóc khách hàng, chúng ta có cái buổi để hướng dẫn nhau xây dựng kinh doanh, chúng ta có buổi đào tạo về các chiến lược về sản phẩm cũng như là đào tạo về tư duy kinh doanh, hay những buổi đào tạo hội thảo như ngày hôm nay về tư duy và xây dựng kinh doanh. Đó là những công cụ mạnh của hệ thống để giúp chúng ta có được xây dựng, có được có sức mạnh cũng như có kiến thức để xây dựng công việc kinh doanh. Hệ thống là một công cụ đang chạy, hệ thống là một vòng bánh xe đang chạy, và việc của chúng ta đó là gắn mình vào hệ thống để có thể xây dựng được công việc kinh doanh. Chúng ta làm một cách đơn lẻ rất khó có thể thành công, nhưng nếu chúng ta có sức mạnh của hệ thống, có rất nhiều anh chị em cùng đi làm, thì câu chuyện đó là momentum, đó là sức mạnh của vòng xoay, sức mạnh của lực hấp dẫn, đúng không ạ? Và một điều rất là hay trong kinh doanh này, đó chính là kinh nghiệm của những người đi trước. Ở hiện nay chúng ta đang rất là tự hào có một đội ngũ, một tập thể những anh chị em danh hiệu EMRO trở lên đã có kinh nghiệm khoảng trên 10 năm trở lên với mỗi một người đã đi trước để xây dựng công việc kinh doanh này và có thể chia sẻ và giúp các anh chị em phát triển cái công việc kinh doanh của mình. Và tôi rất là tự hào và rất là có thể nói là
được cảm thấy hào hứng cũng như là được là một phần vinh dự được cộng tác với cả những anh chị em lãnh đạo trên màn hình đây. Chúng ta thấy rằng là họ là những người mỗi ngành một nghề, mỗi người một ngành một nghề, nhưng mà họ đều tham gia công việc với một cái chí hướng, một cái sự đồng lòng và một cái tâm thế sẵn sàng giúp đỡ người khác. Họ chấp nhận sự thay đổi để có thể phát triển và tiến lên, bởi vì cuộc sống là phải thay đổi mà. Nhận diện để thay đổi với mỗi chúng ta đều chúng ta cần phải làm như vậy. Năm anh chị em ở bên trên đó, chúng tôi là những danh hiệu Diamond, và bốn anh chị em có bức ảnh to hơn thì là những anh chị em có danh hiệu Emerald, đúng không ạ? Họ là những lãnh đạo rất là xuất sắc cùng với chúng ta để hỗ trợ cho chúng ta phát triển. Các anh chị hai em hãy gặp những người này để cùng họ làm thế nào để xây dựng một công việc kinh doanh. Và một trong những điều nữa đó là chúng ta phản ứng với VUCA bằng sự rõ ràng, các anh chị. Rõ ràng đây là gì? Nhận thức rõ ràng rằng chúng ta cần phải thay đổi, các anh chị. Cái điều này là điều rất là quan trọng. Ở đây, cho dù chúng ta đang ở đâu, trong cuộc sống, trong công việc, thì chúng ta cũng nhận thức một điều rằng là với một thế giới ngày nay, với một xã hội ngày nay như thế, chúng ta muốn tốt hơn, muốn cuộc sống của chúng ta vươn xa hơn nữa, thì chúng ta cần tiếp xúc với sự thay đổi sớm hơn. Càng sớm càng tốt. Bởi vì cái câu nói mà các anh chị đã từng biết rồi, là đời thay đổi khi mình thay đổi, đúng không ạ? Đời thay đổi khi mình thay đổi. Nó luôn đúng, đúng ở bất kể hoàn cảnh nào. Chúng ta thay đổi thì chúng ta sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn, và đời thay đổi khi mình thay đổi, đúng không nào? Và thay đổi bằng cái gì? Đó là vượt mọi rào cản bằng kinh doanh rõ ràng về mục tiêu. Rõ ràng về mục tiêu. Trong kinh doanh chúng ta hoàn toàn có mục tiêu, nhưng đối với cuộc sống của chúng ta, tôi có thể chia sẻ với các anh chị cái mục tiêu rõ ràng của cuộc sống để chúng ta hướng đến sự thay đổi. Đó chính là gì? Mục tiêu của bản thân của chúng ta là phải độc lập. Chúng ta phải độc lập được trong kinh doanh, độc lập được trong cuộc sống, các anh chị. Độc lập được trong cuộc sống, độc lập được trong các hoạt động của chính mình. Các anh chị không chịu sự chi phối của bất kể ai. Bây giờ các anh chị hãy tưởng tượng nếu mà các anh chị đang đi làm ở đâu đó trong công việc mà các anh chị đang bị ràng buộc, bị chi phối bởi một ai đó, thì đó là lúc các anh chị đang không độc lập. Thì lúc đó các anh chị muốn làm một cái gì đó rất là khó. Các anh chị muốn bứt ra làm cái gì đó thì nó cũng bị rào cản. Thế nên là ở đây một trong những mục tiêu mà của tôi chia sẻ với các anh chị em là chúng ta cần tạo nên sức độc lập của bản thân. Bởi vì khi có độc lập thì chúng ta sẽ có được mục tiêu thứ hai, đó là tự do về tài chính. Tự do về tài chính. Lúc khi mà chúng ta đạt được tài chính tự do rồi thì thực sự là tuyệt vời, các anh chị. Rất là tuyệt vời. Và khi mà độc lập được về bản thân, tự do về tài chính, thì mục tiêu cuối cùng sẽ đạt được, đó là cuộc sống hạnh phúc. Nên là Bác Hồ đã từng chia sẻ là độc lập, tự do, hạnh phúc là vì như vậy. Nên là khi mà chúng ta có được tất cả những điều đó thì chúng ta có được cái sự thay đổi một cách toàn diện nhất. Hay là chúng ta cần phản ứng với sự phức tạp bằng cách rõ ràng, đó là trong các mối quan hệ, và không bị chi phối bởi những sự phân tâm không đáng có. Ở đây chúng ta có thể nói rằng là rất nhiều người trong cuộc sống ngày nay, trong công việc ngày nay đang bị bận tâm rất nhiều các công việc, rất nhiều các cái mối quan hệ, rất nhiều những cái việc lặt vặt mà không hiểu là mình nên làm cái gì, mình nên làm như thế nào, làm cái gì trước, làm cái gì sau. Nên là ở đây nếu các anh chị phân biệt được rõ ràng mình nên chọn những công việc như thế nào, mình nên lựa chọn việc gì trước, việc gì sau, thì rõ ràng các anh chị sẽ làm một cách hiệu quả nhất. Bởi vì khi mà chúng ta không phân biệt được, đó là lúc chúng ta làm những cái việc mà lại không mang lại hiệu quả. Trong các chương trình huấn luyện của hệ thống sẽ thường xuyên giúp các anh chị có được cái sự hiểu biết nhất định về việc là làm thế nào chúng ta phân biệt được là nên làm cái nào trước, nên làm cái nào sau, đúng không ạ? Để chúng ta có thể hiểu rõ được. Và nếu các anh chị chưa tìm hiểu rõ cái vấn đề này, có thể là gặp những anh chị em mà trong cái bức hình vừa rồi tôi đã chia sẻ đó, để các anh chị có thể thêm thông tin, đúng không ạ? Và có một cái mục rõ ràng về tầm nhìn rằng là 5 năm tới, 10 năm tới là chúng ta cần tạo ra cái gì cho cuộc sống của chúng ta. Rất nhiều anh chị em làm Amway hoặc là một cái công việc nào đó chỉ có tầm nhìn một cách ngắn hạn mà thôi, các anh chị. Chỉ có tầm nhìn một cách ngắn hạn mà thôi. Giống như lúc đầu các anh chị thấy rằng là cái bài chia sẻ của anh Thám với chị Liên vừa rồi đó, là lúc đầu tôi tham gia chỉ muốn có thu nhập 3 triệu, đúng không? Nhưng mà sau đó họ nhận ra cái sự tự do về tài chính, một cái cuộc sống tốt đẹp hơn, đó chính là tầm nhìn, các anh chị. Thế nên là khi mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta làm công việc Amway với mức thu nhập là 3 triệu cũng tốt, rất tốt. Nhưng Amway với tầm nhìn của Amway có thể giúp các anh chị có thu nhập lớn hơn như thế rất nhiều. Nên là chúng ta nhìn nhận nó một cách sâu sắc hơn, rõ ràng hơn, đúng không ạ? Và chống lại VUCA bằng chống lại sự mơ hồ bằng các cái sự nhanh nhẹn và sự thích nghi. Đó là gì? Đó là cơ hội xung quanh của chúng ta cần phải nắm lấy, đừng có hoài nghi và sợ sệt. Tôi biết
Amway đến với anh chị em, rất nhiều người trong khán phòng này, và rất nhiều người bảo không biết rằng là mình có làm được hay không. Có bao nhiêu anh chị em trong khán phòng này nghĩ rằng là không biết là tôi có làm được hay không. Các anh chị là ngay từ lúc đầu tiên ấy, các anh chị nghĩ rằng là tôi cũng không biết là mình có làm được hay không, mình sợ lắm, mình ngại lắm, không biết là mình có làm được hay không. Anh chị nếu mà là rơi trong cái nhóm này, các anh chị có thể comment số 1 giúp tôi được không? Có thể comment cho tôi số 1 là không biết mình có làm được hay không. Đó, ngay khi Amway được tiếp xúc, các anh chị có thể comment được không ạ? Số 1 ạ. Rất nhiều anh chị em đúng không ạ? Rất nhiều anh chị em khi bắt đầu công việc kinh doanh này là hoài nghi với chính mình, hoài nghi với cơ hội. Thưa các anh chị em rằng cơ hội thường không rõ ràng. Cơ hội là có một câu nói của Sắc Hưng đúng không? Nước trong thì không có cá, mà cơ hội thì không rõ ràng, mà rõ ràng thì không đến lượt mình. Đúng không ạ? Thế nên là câu chuyện của chúng ta là chúng ta cần nhìn nhận. Nếu chúng ta chưa nhìn được thì chúng ta có thể tham vấn, tư vấn với những anh chị em lãnh đạo đi trước để có thể có được kinh nghiệm và tầm nhìn cùng với nhau để có thể xây dựng được công việc kinh doanh, để tạo ra nguồn thu nhập khác biệt nữa, đúng không ạ? Cái gì nữa? Đó chính là gì ạ? Tạo ra sự nhanh nhẹn và thích nghi với việc hành động. Hành động và hành động. Bởi vì thưa các anh chị rằng hành động thất bại thì nó sẽ cho chúng ta bài học. Nhưng mà hành động mà thành công thì nó sẽ cho chúng ta thành tựu. Vì vậy thì hành động sẽ luôn có lãi trong kết quả. Các chị anh nhớ như vậy, hành động mà thất bại thì có bài học, mà hành động thành công thì có thành tựu. Vì vậy hành động luôn có lãi. Nên là hoài nghi, nắm lấy cơ hội rồi thì hãy hành động. Đừng chần chừ, đừng chờ đợi, đừng nghĩ ngợi nhiều. Chúng ta hãy cứ tiếp tục việc chia sẻ, tiếp tục việc mang sản phẩm tốt đến cho người khác, vân vân. Điều như vậy đúng không ạ? Thích nghi với sự biến đổi của xã hội ngày nay bằng việc là gì ạ? Sự phát triển của thương mại điện tử. Rất nhiều anh chị em bảo công nghệ của tôi kém lắm. Đó là lúc chúng ta cần phải thay đổi và thích nghi rồi đấy các anh chị. Bởi vì nếu không thì 5 năm nữa chúng ta sẽ tụt hậu ngay lập tức luôn. Không phải 5 năm nữa đâu, mà có thể là năm sau thôi là chúng ta tụt hậu rồi. Thế nên là ở đây chúng ta đang cần phải định hình việc rằng là chúng ta ứng dụng mạng xã hội, thương mại điện tử trong công cuộc phát triển công việc cũng như là công việc kinh doanh của chúng ta. Xây dựng làm sao chúng ta có thể xây dựng một cái thương hiệu, anh chị nhá. Đây là một trong những chiến lược rất là quan trọng này mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị. Đó là xây dựng thương hiệu của mình trên mạng xã hội Facebook, TikTok. Rất nhiều anh chị em có Facebook nhưng không làm gì hết, hoặc là chỉ post chơi chơi. Các anh chị nếu mà post một lên một cái Facebook, một cái tút nào đó của mình mà đâu đó được khoảng dưới 30 like, được khoảng 1-2 comment, thì có nghĩa là lúc đó các anh chị đang chưa hiểu được sức mạnh của mạng xã hội nhá, chưa hiểu được sức mạnh của Facebook. Khi nào các anh chị ứng dụng nó và các anh chị phát triển nó và các anh chị tạo ra được những cái sự tương tác trên mạng xã hội thì lúc đó các anh chị sẽ thấy được hiệu quả của nó. Và làm thế nào, đừng không có nghĩa là chúng ta post Amway hay là post cái gì lên nhé, mà chúng ta chỉ là post cuộc sống của chúng ta lên thôi, chúng ta post phong cách sống của chúng ta lên thôi. Các anh chị hình dung như vậy không? Chúng ta tạo cái thương hiệu của mình trên mạng xã hội thì từ đó chúng ta thu hút được rất nhiều người đến với chúng ta. Mà khi mà đã thu hút được rất nhiều người đến với chúng ta rồi ấy, thì rất có thể cái hệ thống mạng xã hội đó nó giúp chúng ta phát triển và thay đổi cuộc sống rất là nhiều, đúng không? Và cụ thể hóa trong kinh doanh bằng việc chia sẻ các cơ hội cho mọi người, các anh chị minh họa sản phẩm. Tham gia đầy đủ các chương trình huấn luyện và hội thảo. Và ở đây tôi có cụ thể luôn là sự thích nghi, nó chính là sự thay đổi. Thích nghi luôn là sự thay đổi. Thì nó gồm những cái việc gì? Thì bắt đầu kinh doanh là những cái điều rất là cơ bản và như chúng ta cần nên làm ngay từ khi chúng ta mới tiếp xúc, hoặc là chúng ta đã làm thì chúng ta cũng luôn luôn cần làm những cái việc như sau. Đó là nếu anh chị em chưa làm, chưa đăng ký thì đăng ký kinh doanh. Bởi vì ở Amway ngày nay chả mất cái gì cả, không mất đồng nào khi tham gia, đúng không? Không mất một đồng nào khi tham gia nhé, tôi nhấn mạnh. Rồi là gì ạ? Đó là hãy đăng ký sử dụng sản phẩm cho chính mình và gia đình mình thôi. Bởi vì chất lượng cuộc sống của mình cần phải được nâng cao, đúng không ạ? Rất nhiều anh chị em bảo rằng là nhưng mà em có thu nhập thấp, chưa tốt lắm, thì làm sao mà có điều kiện để sử dụng Amway? Amway có sản phẩm không đắt đâu các anh chị, tính ra còn rất là rẻ. Và thậm chí là khi mà chúng ta chưa có nhiều thu nhập ấy, đó là chúng ta đang sống trong một thế giới hỗn độn rồi đó. Thì chúng ta nên thay đổi bằng việc đó là nắm bắt cơ hội kinh doanh. Hãy biến tiêu dùng thành cơ hội kinh doanh. Hãy biến việc chi tiêu hàng tháng thành nguồn đầu tư để sinh ra lợi nhuận. Đó là tư duy các anh chị. Thay vì chi phí hàng tháng thì đó là đầu tư để kinh doanh, đúng không ạ? Bắt đầu bằng một cái công việc đó là bán hàng. Chúng ta đang sống trong một cuộc sống mà chúng ta phải bán một cái gì đó.
À, nếu ai đó đang đi làm công ăn lương thì đó là bán sức lao động, bán trí tuệ, bán công sức, bán chất xám, đúng không ạ? Nếu ai đó đang làm giáo viên, đó chính là bán trí tuệ, bán con chữ. À, ai đó đang đi bán sản phẩm nào đó, làm doanh nghiệp, đó là bán sản phẩm gì đó. À, ai đó đang đi có thể chỉ là chăm sóc một khách hàng nào đó, đó là bán dịch vụ, vân vân, rất là nhiều thứ mà chúng ta cần bán. Và trong kinh doanh này cũng vậy, bắt đầu bằng việc bán hàng. Nhưng nếu bán hàng không thì cũng không đủ được. Mà nếu mà chúng ta muốn thành công trong công việc kinh doanh này thì đó học tư duy kinh doanh. Tất cả những sự kiện của hệ thống và đội nhóm của chúng ta luôn hướng đến một việc, đó là chia sẻ những kiến thức để giúp các anh chị có một tư duy kinh doanh, để xây dựng hệ thống kinh doanh, để cho các anh chị có một cơ hội đạt được sự tự do về tài chính. Điều đấy là điều mà quan trọng. Tất nhiên không phải ai cũng có cơ hội đạt được, không phải ai cũng đạt được. Nhưng nếu chúng ta học và thay đổi ấy, thì chúng ta có thể thành công và đạt được tự do tài chính. Chúng ta cần thiết lập mục tiêu rõ ràng. Và một trong những kinh nghiệm mà tôi chia sẻ với các anh chị em trong suốt 15 năm qua đó là gì? Với những anh chị em mới tham gia, với những anh chị em đang khởi nghiệp thì chúng ta nên có một cái mốc thành tích nhất định trong kinh doanh này. Ví dụ như là 3%, 6%, 15%, 18%, 21%. Chúng ta nên đặt những cái mục tiêu như thế để có thể đạt được. Chứ đừng làm Amway mà chỉ là gì là chỉ cứ làm đạt đến khi nào thì đạt. Tôi tin chắc rằng rất nhiều anh chị em ở trong khán phòng này chỉ cứ làm đạt đến khi nào thì đạt. Tôi có một tuyến dưới trong khán phòng ngày hôm nay, bạn ấy làm rất là mạnh, rất là quyết tâm, và tháng này đặt mục tiêu 12% khi mới 2 tháng khởi nghiệp trở lại, đúng không ạ? Rất là tuyệt vời. Và để đạt được điều đó, mọi thành công không bao giờ đến một cách dễ dàng, đó là chúng ta đòi hỏi sự kiên trì và nỗ lực. Kiên trì và nỗ lực, hãy hoạt động một cách chăm chỉ. Thành công của bất kể một công việc kinh doanh nào, thành công của bất kể một công việc nào không bao giờ đến trong thời gian 3 tháng, không bao giờ đến trong thời gian 5 6 tháng, mà nó tính bằng năm, anh chị, tính bằng năm. Rất có thể chúng ta thì định nghĩa rằng tôi đạt được 6% là tôi thành công, cũng điều đó rất là tốt rồi, nhưng mà đạt được những cái thành tựu lớn lao hơn. Ví dụ như 21% chẳng hạn, chúng ta cũng phải tính vào thời gian khoảng 8 tháng thì 1 năm gì đó nếu chúng ta làm một cách nghiêm túc, đúng không ạ? Và có một cái câu nói mà tôi thấy rằng là để đạt được thành công thì chúng ta cần phải làm một gì đó, đời ơi là không gì bằng tự lực cánh sinh. Tôi tin rằng tất cả những anh chị em ở trong khán phòng này đều không có gì ngoài tự lực cánh sinh, mà không có gì bằng tự lực cánh sinh, mà chắc chắn là tất cả anh chị em chúng ta muốn thành công đều phải có tự lực cánh sinh, đúng không ạ? Hệ thống mang một màu sắc, đó chính là có đầy đủ các công cụ để hỗ trợ, vận hành cùng hệ thống, bước đi cùng những anh chị em trong hệ thống, đó là công việc của chúng ta, mà không ai có thể bước đi bằng chính các anh chị, đó là tự lực cánh sinh, đúng không ạ? Nên là không gì bằng tự lực cánh sinh. Vì vậy hãy thành công hơn nữa trong cuộc đời của chúng ta bằng con đường của chính mình đã lựa chọn, đúng không ạ? Rất là cảm ơn các anh chị đã lắng nghe chiến thắng sự vũ ca bởi sự thay đổi và biến và thích nghi của chúng ta, đúng không ạ? Cảm ơn các anh chị và chúc tất cả các anh chị nắm bắt cơ hội và thành công trong kinh doanh Amway một cách rực rỡ hơn nữa, để cuộc sống của mình tốt đẹp hơn. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe.